Chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một chiếc xe đạp touring hiệu Luigano. Xe đạp hiệu Luigano thì như các bạn biết thì là một cái thương hiệu của xe đạp Canada, và chiếc xe này đã qua sử dụng tại Nhật. Chiếc xe này theo mình đánh giá thì cũng còn khá là tốt, một số chi tiết thì bị đi qua đường tàu biển thì hơi bị han một chút, nhưng mà mình vẫn để nguyên bản. Xe thì được trang bị bánh 700C và đũa đan kiểu đan thẳng, trông rất là phá cách. Xe tông màu trắng, vành trắng và xe trắng luôn. Riêng chiếc này được làm bằng nhôm aluminum 6061. Nhôm 6061 thì nó sẽ nhẹ hơn các loại nhôm khác vì cái tạp chất nó ít hơn. Như các bạn thấy là đây là nó sẽ có thương hiệu là của Canada này, một cái sản phẩm của Canada, thương hiệu Canada đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, nên là sẽ có những cái chiếc tem như thế này. Xe cũng được trang bị bộ phanh là Techo, cũng màu trắng luôn, cùng với tông xe. Cọc yên cũng nguyên bản, có thương hiệu chữ Gano, Luigano. Kèm theo khóa yên cũng vậy, cũng có chữ Gano luôn. Xe được trang bị 3 đĩa và 7 líp. Đùi đĩa là đùi đĩa FSA. Như các bạn biết là đùi đĩa FSA là một cái thương hiệu đùi đĩa mà cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. Mang lại cái độ bền cực tốt và chất lượng thì khá là tốt. Tuy rằng là chiếc xe này đã qua sử dụng thì nó hơi han nên mình để nguyên bản, mình không có sơn lại. Nhưng mà cái độ chất lượng của chiếc xe thì còn khá là tốt. Và đằng sau thì xe được trang bị một bộ chuyển động Antut. Bộ chuyển động Antut cùng với líp 8 tốc độ. 2, 4, 6, 8. Líp 8 tốc độ. Như vậy là xe cho chiếc xe đã có 24 tốc độ. Bên này là tay bấm xả Shimano để chuyển số. Xe được trang bị phanh Techo và một bộ ghi đông cũng có thương hiệu Galo. Đấy, ghi đông, cọc yên đều có thương hiệu Galo. Tổng trọng lượng xe khá là nhẹ vì chiếc xe này được làm khung nhôm 6061. Nên là tổng trọng lượng xe là rất là nhẹ. Chiếc xe này được bán với ở trong cửa hàng mình với giá khoảng gần 7 triệu đồng. Để biết là danh giá chính xác, các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại ở dưới video. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, xem cách sửa chữa, bảo dưỡng, hướng dẫn sử dụng, các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bên cạnh đó ấn chiếc chuông để các bạn là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị những video mới và trong kênh của mình up lên. Và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like video để mình có những động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.